mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay lõi lọc. Thì thay lõi lọc trong gói này sẽ bao gồm 5 lõi. Trước khi thay, mọi người sẽ ngắt cái nguồn nước đầu vào. Thì đây là vị trí nguồn nước đầu vào. Tính từ cái vị trí này sẽ bắt đầu đến là lõi số 1, lõi số 2, lõi số 3. Và ở phía trên này lần lượt là lõi số 4 và lõi số 5. Thì ba lõi ở dưới mọi người sẽ có thời gian sử dụng trong vòng 6 đến 10 tháng. Lõi này sẽ, mọi người sẽ sử dụng trong vòng 2 năm. Và lõi này mọi người sử dụng trong vòng 1 năm. Thì sau khi mọi người sử dụng, mọi người sẽ cân xác định thời gian để mọi người thay cái lõi lọc. Thì mọi người cần thay lõi nào, mọi người sẽ liên hệ với nhà cung cấp để mua cái lõi đó. Thao tác thay lõi lọc thì đối với lõi 1, 2, 3 ở phía dưới, mọi người sẽ dùng dụng cụ thay lõi to. Thì mọi người sẽ nhấc lên, đưa dụng cụ từ dưới lên và mọi người xoay từ trái sang phải. Sau đó cứ thay theo cái chiều đó để mọi người gỡ cái vỏ lõi lọc ra. Sau đó mọi người thay cái lõi lọc phía bên trong và lắp lõi lọc vào. Thì đối với lõi số 4 thì mọi người sẽ dùng cái dụng cụ thay lõi nhỏ. Đầu tiên đó, mọi người sẽ gỡ cái lõi này ra khỏi cái vị trí kệ lắp này. Sau đó mọi người cũng xoay từ trái sang phải để mở nắp và thay lõi bên trong. Đối với lõi số 5 thì mọi người sẽ mua nguyên cả cái lõi, cả cái vỏ lẫn lõi về thay